Tử vi tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp ngày 8 tháng 10 năm 2022 âm lịch tức ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần đến 7 tháng 11 năm 2022 âm lịch tức ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Hé lộ về công danh Tình duyên, tiền bạc, sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí tháng 11 năm 2022 vận trình sự nghiệp của bản mệnh tháng này thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Tháng mới tinh thần thoải mái, đầu óc của mình rất minh mẫn. Sáng suốt, nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn người độc thân hứa hẹn sẽ có vận trình tình duyên rực rỡ trong tháng 11 năm 2022 này. Tuy nhiên, ai đang có gia đình nên tránh xa các mối quan hệ ngoài lường kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình mình nhé. Tử vi tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp vận trình tháng mới của con giáp tuổi Tý không có gì đáng phải lo ngại vì nếu có gì bạn cũng có thể xử lý một cách dễ dàng nhờ vào sự nhanh nhẹn và khả năng nắm bắt. Vấn đề rất xuất sắc của bản mệnh. Hai, tuổi Sửu tháng 11 năm 2022 con giáp tuổi Sửu bị cuốn theo cuộc sống bận rộn tới mức có cảm giác không thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn biết sắp xếp một chút thì mọi việc sẽ đều thuận lợi. Nguyệt lệnh dưỡng cho thấy con giáp tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù. Nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể. Tình hình tài chính được cải thiện, cơ hội phát tài phát lộc đang tới, nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai. Chuyện tình cảm đã tốt đẹp hơn. Bản mệnh đã bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi. Ba, tuổi dần tháng 11 năm 2022 từ vi tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp khuyên con giáp tuổi dần nên mở rộng tư duy, đón nhận những thông tin mới và điều chỉnh bản thân để thích nghi với những thay đổi. Bạn có một tháng mới làm việc ưng ý, các mối quan hệ ổn định cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác công việc. Con giáp tuổi dần cũng đang có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Nhất là những ai đang khởi nghiệp đã tìm ra được hướng đi mang về doanh thu ổn định cho công ty của mình làm chủ. Bạn đối phó với những áp lực liên quan đến gia đình, môi trường sống, hoặc có thể phải đối diện với các vấn đề như chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm, nên dành thời gian xem xét nhiều hơn về khả năng, hạn chế của bản thân khi gặp các vấn đề. Thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người khác. 4 Tuổi Mão tháng 11 năm 2022 tử vi phương Đông nói rằng, tháng này phù hợp cho tuổi Mão nghỉ ngơi, đánh giá lại những thay đổi của mình trong thời gian qua xem có phù hợp không. Nếu có thể hãy học hỏi thêm những kỹ năng mới trong tháng này. Không thực sự tin tưởng vào bản thân nên con giáp tuổi Mão có thể rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng. Làm gì cũng cảm thấy lo sợ, bất an. Thời gian này có dấu hiệu công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi. Đây cũng là tháng mà bạn nên tập trung vào việc lập kế hoạch dài hạn cho tài chính của mình. Việc đầu tư lúc này không có lợi vì đôi khi giữa lý tưởng và thực tế luôn luôn có sự khác biệt. Những cặp đôi tìm được những điểm chung thú vị, tháng mới là thời gian để gắn kết và yêu thương. Người độc thân hứa hẹn sẽ tìm được một nửa như ý trong tháng 11 này quan trọng là bạn có mở lòng và tin tưởng tình cảm của đối phương hay không mà thôi. Nam, tuổi thìn tháng 11 năm 2022 người tuổi thìn có sự bản lĩnh nhất định khi đối mặt với những thay đổi cuộc sống của mình. Nhìn chung, không có vấn đề gì có thể làm khó họ trong tháng 11 năm 2022 này bạn cá tính và khác biệt nên mỗi khi nói ra ý kiến của mình không phải ai cũng chấp thuận vì thế khi chia sẻ bạn cũng phải cân nhắc xem điều gì nên nói điều gì không nên chính ấn xuất hiện trong tháng mới nâng đỡ để công việc thuận lợi khi mọi thứ đi vào guồng quay thì sẽ đỡ tốn quá nhiều công sức như trước đây thời gian này tình hình tài chính không có gì đáng phải lo lắng nghĩ ngợi khi mà bạn sống rất tiết kiệm dù mua sắm gì bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng luôn suy tính trước sau có thể nói khả năng quản lý tài chính của bạn đang cải thiện rõ rệt khi mà bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây người độc thân không nên nuôi hy vọng quá lớn vào một người mới quen những cảm xúc mới yêu rất tuyệt vời nhưng nó cũng có thể là cái bẫy đấy nhé bạn có xu hướng bắt nạt một nửa của mình trong tháng này Giữa hai người xảy ra xung đột trong suy nghĩ và hành động khiến tình cảm dạn nứt. 6. Tuổi Tị tháng 11 năm 2022 tháng này con giáp tuổi Tị trở nên mong manh, yếu mềm đến kỳ lạ, tốt hơn hết là tránh xa những nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, tiền bạc và mối quan hệ của bạn khó tập trung và ham chơi đó là lý do sự nghiệp của bạn có phần không ổn định hoặc thay đổi nhiều ngành nghề khác nhau nhiều người muốn thay đổi công việc bạn cũng có thể sẽ thiên về những công việc mang tính làm tự do cá nhân như tự khởi nghiệp làm part-time hoặc freelancer ảnh hưởng của đại hao nên tiền bạc cứ thế đội nón ra đi với rất nhiều lý do rất có lý như cưới hỏi ma chay sinh nhật đó là chưa kể bạn bị lừa số tiền lớn chỉ vì cả tin, thiếu hiểu biết. Bản mệnh nên cẩn thận trong trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn tình cảm dạn nứt thêm. Ngược lại, chiến tranh lạnh cũng rất nguy hiểm cho mối quan hệ của bạn. Đây là thời gian để bạn thể hiện những suy nghĩ của mình một cách tích cực và chủ động. 7 tuổi ngọ tháng 11 năm 2022 tháng mới đừng tỏ ra kiêu căng rằng mình cái gì cũng biết vì đó là nguyên nhân gây ra những bất lợi trong cuộc sống của bạn. Có rất nhiều thứ bạn phải nghe kỹ và hiểu mới nên đưa ra ý kiến. Thiên quan gây ra không ít rắc rối khiến bạn dù có lên kế hoạch từ trước cũng có những lúc chờ tay không kịp. Đó cũng là lúc bạn nhận ra đâu là thiếu sót của mình để rút kinh nghiệm nếu là lỗi mắc đi mắc lại thì bạn cũng nên kiểm điểm lại bản thân đi nhé. Mua sắm lặt vặt nhưng khá tiêu tốn. Do tiểu hao nên dù có nguồn thu đáng kể nhưng vẫn bị dò dỉ từng chút một vì những khoản chi nho nhỏ nhưng khá nhiều và dồn dập. Tránh thái độ hờn dỗi dù là trong công việc hay tình cảm. Việc này không thực sự hiệu quả, khế diễn bạn trở nên bị u mê, vướng mắc chẳng thế giúp bạn đạt được mong muốn của mình. 8. Tuổi mùi tháng 11 năm 2022 xem tử vi hàng tháng chính xác thiên ấn xuất hiện trong tháng này báo tin vui cho con giáp tuổi mùi biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Nhiều người được nhận thưởng nhờ sự chăm chỉ và xử lý vấn đề khá khôn ngoan. Nên tập trung xem xét liệu thu chi có cân đối và hài hòa không. Hứa hẹn khi bạn làm tốt những việc trên sẽ mang đến một số tin vui về tiền bạc nhưng cũng cần nhắc nhở bạn lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, hình thành thói quen tiết kiệm. Ngũ quỷ hung tinh xuất hiện dự báo có điềm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức rằng không phải mình đối xử tốt người ta sẽ đáp lại điều tương tự. Hãy vui vẻ giúp đỡ họ và đừng quá kỳ vọng gì nhiều những cặp đôi thời gian này đang trải qua giai đoạn khá hài hòa, vui vẻ. Hai người sẵn sàng cùng nhau ngồi lại bàn tính các kế hoạch tương lai và từng bước nỗ lực thực hiện. Chín, tuổi thân tháng 11 năm 2022 bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ người tuổi thân nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu. Bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng, khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Bạn cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Tài lộc dồi dào, có điểm báo phát tài. Dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình. Người độc thân hứa hẹn sẽ có được nhân duyên an lành, tốt đẹp, dễ gặp được đối tượng như ý. Những cặp đôi mới cưới cần học cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cùng nhau, tránh áp lực ảnh hưởng đến mối quan hệ. 10 Tuổi Dậu tháng 11 năm 2022 ngũ hành tương sinh có lợi cho việc hợp tác, nhất là khi tuổi Dậu là người có tài năng, hoạt bát, được mọi người yêu mến, tin tưởng. Thế nên hãy đừng làm cho người khác thất vọng vì đã trao niềm tin cho bạn nhé. Tháng này đầu tư có lợi, bạn đang thu hút được nhiều tài lộc về mình nhờ sự chăm chỉ cần mẫn dịch mã chủ về dịch chuyển cho thấy công sức bỏ ra không ít nhưng bù lại sẽ có thành quả xứng đáng trong tương lai. Không ít người càng vất vả, bôn ba, sông sáo thì thu hoạch càng lớn. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy bản mệnh có cảm giác lạc lõng trong chuyện tình cảm, thậm chí giận thương cũng không được quan tâm. Tự lo, tự một mình xử lý với khó khăn khiến bạn buồn tủi mỗi khi làm điều gì mới bạn đầy ắp hy vọng thế nhưng nhanh nản vì đối mặt với khó khăn. Bạn phải trải qua cảm giác thất vọng này và sẵn sàng đối đầu mới có cơ hội thay đổi cuộc sống. Mười một Tuổi tuất tháng 11 năm 2022 tuổi tuất luôn đầy ắp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá, luôn đi trước thời đại. Năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần. Tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập tự chủ, rất tự tin trong các quyết định của mình. Tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn. Bát bạch bay về hướng chính bác. Người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm mà đó là kết quả của nhiều năm qua thiên diêu chủ về đào hoa cho thấy dù bạn độc thân hay đã có đôi vẫn thu hút rất nhiều người khác giới nhờ ngoại hình ưa nhìn và cách nói chuyện cuốn hút nếu mối quan hệ tình cảm của bạn đang đi vào ngõ cụt đừng hoảng loạn mà hãy xem đây là cơ hội để bạn nhìn nhận và đánh giá lại tình cảm giữa bạn và người ấy 12 tuổi hợi tháng 11 năm 2022 công việc có nhiều bất đồng nơi công sở khiến tâm trạng của con giáp tuổi hợi không được vui, hiệu quả làm việc không cao. Nếu công việc mãi chưa có tiến triển thì bạn nên xem xét vấn đề ở đâu để tìm giải pháp. Việc đầu tư vào một vài khóa học chuyên môn cũng được bạn nên cân nhắc trong các thứ tự ưu tiên trong tháng này. Tuy nhiên, về khía cạnh sức khỏe có thái tuế hung tinh gây điểm báo tai nạn bất ngờ. Do đó, bản mệnh nên lưu ý cẩn thận trong công việc nhất là khi xuất hành xa. Mộc dục chủ về đào hoa chỉ ra rằng vận trình tình duyên của con giáp tuổi hợi trong tháng mới khá hứa hẹn. Người độc thân có người săn đón, yêu chiều. Thế nhưng bạn vẫn cần thêm thời gian để cân nhắc tình cảm của mình và xem đối phương có phù hợp không nhé hãy tận hưởng niềm vui trong quá trình tìm hiểu đối phương một cách thoải mái